bán các cái cửa hàng bán sách vụn và sách cũ rồi á, cho nên là khi để mà mua các cái sách vụn sách cũ rồi có thể xuống con đường này, con đường Phương Xài cũng như là đường Thủy Xưởng rồi qua đây, vị trí này là bây giờ là thuộc đường Thủy Xưởng rồi, hết con đường Phương Xài rồi. Đường Thủy Xưởng thì nó chỉ có một đoạn này thôi, ra đoạn này thì nó rộng rãi hơn. Chốn trực vàng đó là cái siêu thị Lotte Mart của Nha Trang. Đây, một số cái trường học là bây giờ là dùng làm cái điểm để mà tiêm vaccine. Thì theo thông tin của báo Khánh Hòa đưa tin thì mũi 1 ở Nha Trang là tiêm được 80% cho người dân rồi, mũi 2 thì chỉ có 10% thôi. Dạ, vị trí này là đường 23 tháng 10 giao nhau với đường Thủy Xưởng, vị trí này vị để về trái thì sẽ đi về lại trung tâm thành phố, còn để phải thì hướng đi lên lại Diên Khánh lên ngã ba Thành. Đường 23 tháng 10 này lúc nào xe cộ cũng là nhộn nhịp hết. Đường phố có vẻ đông đúc trở lại rồi, một tín hiệu rất là mừng. Mọi người dân cũng phải đề phòng như là ra đường phải theo khuyến cáo 5K đảm bảo an toàn, cũng như là người dân cùng với chính quyền để mà dập dịch cũng như là kiểm soát dịch. Bây giờ tỉnh cũng đã cố gắng hết sức để mà dập dịch và đã kiểm soát được, cho đến ngày nay là rất là nhiều, mất rất là nhiều thời gian và công sức nên là phải bảo vệ để mọi hoạt động an sinh xã hội của người dân có thể trở lại bình thường. Dạ, ngay vị trí này là góc đường Lương Đình Của giao nhau với đường 23 tháng 10 đúng không ạ? Quý vị để phải sẽ đi vào con đường Lương Đình Của. Thì đường Lương Đình Của khi xưa nó là đường hương lộ 45, thì vào khu vực đó thì là thuộc gần chợ Ngọc Hiệp nè, nó sẽ đi qua khu vực của chợ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, cũng như là đi qua khu vực của xã Vĩnh Ngọc, rồi qua xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, rồi có thể lên xã Vĩnh Trung. Các đáp quán tạp hóa cũng bán mang về giữ phong cách. 21 chỗ này có một cái cầu vượt chắc đó là rất là đẹp đó. Tránh cái đoạn đường ray xe lửa ngang qua. Giờ mời quý vị các bạn rẽ qua khu vực khu đô thị Vĩnh Điền Trung nha. Đây là con đường 19-5 của khu đô thị Vĩnh Điền Trung. Thì gần đây là trước màn hình của chú anh chị các bạn, bên bé tay trái đó là cái chung cư CT1 và nối liền với nó là CT2 và tiếp theo là CT3. CT3 thì đang được xây dựng đấy rồi, đang làm. Và bên bé tay phải là siêu thị Go ngày nay, khi xưa nó là siêu thị Bixi.
cái cổng mấy bên này là đóng rồi, nhưng mà cái cổng mấy bên kia vẫn còn buôn bán, vẫn còn bán giao hàng mang về, đặt hàng online rồi shipper, các shipper của bên siêu thị họ sẽ giao. Và bây giờ như đóng cửa luôn rồi, chắc hết giờ bán rồi. Mấy bữa trước khu vực của CT2 này là các cái quán này cũng đậu mắm tôm rồi sữa chua, đồ ăn đồ uống mà rất là nhộn nhịp quý vị. Bây giờ họ chưa có bán trở lại, hay có quán gà tươi Mạnh Hòn mình bán trở lại rồi, nhưng mà chắc cũng bán mang về thôi. Giờ đây là chung cư CT3 đang làm lên, chắc cũng được chục tầng. Tôm chay Lạc Viện, giờ này trời cũng chiều tối rồi cho nên là camera chắc nó sẽ không được sáng lắm. Quý vị cố gắng xem dùm lại cho vô nha, thông cảm dùm cho em nha. Đang trộn bê tông. Kính thưa quý vị các bạn, mấy ngày nay ở Nha Trang cũng mưa quý vị. Bữa trước cách đây 2 ngày thì ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới là mưa nguyên ngày luôn. Rồi ngày hôm qua thì trời cũng mưa, mưa tới chiều tối luôn mới sững. Thì ngày hôm nay thì trời không có mưa nhưng mà trời cũng có lúc nắng, có lúc thì âm u. Trời cũng rất là mát, rất là mát mẻ. Đây là đường A1 giao nhau với đường A2. Giờ em rẽ vào con đường A1. Rẽ vào con đường A1 thì đi thẳng là ra lại con đường giao với đường 23 tháng 10 quý vị. Đây có công ty Yến Xào rất là đẹp, rất là lớn. Người dân ở một phần là cũng buôn bán kinh doanh, có siêu thị Vinmart nữa nè. Vị trí này để là đi Diên Khánh là 7 km nữa. À, quý vị rẽ trái sẽ đi qua con đi xuống lại trung tâm thành phố. Rẽ phải thì đi lên là Diên Khánh 7 cây số nữa. Đây các cái tiệm điện cũng mở cửa rồi nè. Quán vịt, vịt bằng, tiết canh vịt, cầu dứa. Dạ, trước màn hình cô chú anh chị các bạn đó là cầu dứa. Và ngay vị trí này là ngã ba của đường cầu dứa Phú Nông và đường 3 tháng 10. Nếu như mà không ảnh hưởng dịch thì tối nay là đường phố Nha Trang là đông đúc rồi, nhộn nhịp lắm luôn. Tối nay là trung thu, sẽ có múa lân rồi đi chơi rồi. Nhưng mà năm nay ảnh hưởng dịch coi như là khỏi lân luôn, các em sẽ không được coi múa lân nữa. Rồi bánh trung thu rồi năm nay nó cũng ế ẩm hơn quý vị. Bình thường là trước khi trung thu là dọc các con đường như Thái Nguyên rồi là các cái cửa hàng bán bánh trung thu là lên đèn rất là vui và nhộn nhịp. Năm nay là coi như là mọi thứ mà thay đổi hết, điều hưu. Hy vọng cho người dân được chích Covid-19, chích
chích vaccine hết thì có thể trở lại cuộc sống bình thường. Dạ, trước màn hình cô chú anh chị bạn đó là ngã ba cây dừa. Quý vị phải thì để trái thì sẽ đi xuống lại khu vực thôn Thái Thông 1, Thái Thông 2 và có thể ra lại con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp. Còn hướng này em đang đi thẳng là sẽ đi lên các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, rồi qua bên cổng chào sẽ là xã Duyên An của Duyên Khánh, rồi lên cây dầu đôi, lên ngã Ba Thành cũng như là hướng đi lên Duyên Khánh. Vị trí này là đường cầu Dứa, cầu Bè quý vị. Đường cầu Bè giao nhau với đường 23 tháng 10. Quý vị đi vào con đường cầu Bè đó có thể đi vào cái thăm cái di tích mộ của Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong. Chà, mùa này mùa măng ha. Ồ, mấy mục măng to ghê luôn. Vị trí này quý vị rẽ phải sẽ đi vào con đường Miếu Bà hoặc là vào trường của Hà Huy Tập, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập thuộc xã Vĩnh Thạnh. Trên con đường 23 tháng 10 này cũng người dân kinh doanh buôn bán cũng đủ loại các mặt hàng rất là đa dạng quý vị. Đá granite rồi cũng có, tạp hóa rồi cắt tóc rồi, đủ loại hết á. Ngay vị trí này là có cái siêu thị Co-Food, thì bữa trước là cũng có một cái rào chắn chỗ đây. Kiểm soát, có một cái trạm kiểm soát rào chắn chỗ đây mà nay cũng bỏ luôn rồi. Hôm nay Co-Food bây giờ hình như cũng đóng cửa rồi. Gần bên bưu điện của xã Vĩnh Thạnh. Chỗ đây có đại lý gạo lớn ghê luôn. Sửa xe, ô tô cũng có trên con đường này luôn. Rồi bán các cái thiết bị, dụng cụ, mũ kim, các cái máy cơ khí đầy đủ. Trước màn hình của chú anh chị bạn đó là cái ngã ba của chợ ga. Và quý vị phải sẽ đi vào con đường gọi là con đường trung tâm xã của xã Vĩnh Thạnh, vào khu vực của chợ ga. Vừa trước ngay vị trí này cũng có một cái trạm rào chắn, một cái trạm kiểm soát rào chắn của xã, nhưng mà giờ cũng gỡ bỏ luôn rồi quý vị. Đây là những ngôi nhà buôn bán trước cổng chợ ga, các quán tạp hóa. Thì chợ ga cũng đang đóng cửa trở lại, cũng chưa có mở cửa trở lại. Đây là khu vực chợ ga của xã Vĩnh Thạnh. Rồi
Land Rover xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú, quý vị, anh chị, các bạn đã xem video. Dạ, mến chào cô chú, anh chị, các bạn ạ.